Mặt bằng và các hạng mục hạ tầng đã sẵn sàng cho việc xây dựng sân bay Phan Thiết với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Cách đó không xa, dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có tổng vốn đầu tư trên 12,5 nghìn tỷ đồng cũng đang được gấp rút triển khai xây dựng. Dự kiến vào cuối năm sau, việc hoàn thành cùng lúc hai dự án giao thông lớn này sẽ tạo ra một cơ sở hạ tầng đồng bộ, qua đó đẩy nhanh tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của địa phương. Con đường này sẽ hoàn thành thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đến Bình Thuận là từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng. Hạ tầng phát triển và kết nối đồng bộ giữa các tỉnh và các khu vực lân cận sẽ giúp cho du lịch của Bình Thuận có sự đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế cái kết nối về mặt sản phẩm giữa địa phương và các khu vực lân cận, và như thế rằng là sẽ cùng nhau thúc đẩy và phát triển du lịch của toàn khu vực. Đón đầu cơ hội từ giao thông, một dự án có quy mô đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ đã được triển khai nhằm đánh thức tiềm năng ở một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Để thu hút khách du lịch chất lượng cao, đây cũng là nơi đầu tiên tại Việt Nam có sân golf đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Hoa Kỳ. Sự đồng bộ này là cơ hội để đa dạng hóa các loại hình du lịch trong tương lai. Ví dụ như là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch vui chơi giải trí, du lịch thể dục thể thao, du lịch golf, và đặc biệt tôi nghĩ là cái du lịch mà hội nghị hội thảo mai sẽ rất là phát triển ở Bình Thuận. Từ đây đến 2025, đến năm 2030 thì cái lượng khách về Bình Thuận rất đông, trong đó là lĩnh vực du lịch, kể cả các lĩnh vực khác thì cần cái nguồn nhân lực rất lớn. Thì chúng tôi phải tập trung đào tạo đảm bảo là đủ về số lượng, có chất lượng và phục vụ tốt cho cái nhu cầu phát triển nội bộ tỉnh. Sự đồng bộ về quy hoạch phát triển, đào tạo con người và hạ tầng giao thông đang là cơ sở để Bình Thuận lạc quan với kỳ vọng đến năm 2030 sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu cụ thể mà địa phương hướng tới là ngành du lịch khi đó sẽ tạo ra khoảng 190.000 việc làm và đón ít nhất 17,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 đến 12%.